Chào mừng quý vị đã đến với Long Hoàng Phượng, nguồn thông tin về mọi lĩnh vực bất động sản. Và xin chào những người mua nhà tiềm năng. Nếu quý vị đang tìm kiếm một ngôi nhà trị giá từ 500.000 đô la trở xuống ở tiểu bang Colorado, quý vị có thể nhận thấy rằng nguồn cung cấp nhà đang bị thiếu. Tin tốt là nguồn cung cấp sẽ tăng khi quý vị chuyển sang phạm vi từ 600.000 đô la trở lên. Hiện nay, việc mua được một ngôi nhà mơ ước có thể phụ thuộc vào ngân hàng cho vay mà quý vị lựa chọn. Điều quan trọng là khám phá các lựa chọn của quý vị và tìm người chuyên gia tài chính, còn gọi là loan officer, cho vay phù hợp với mục tiêu tài chính của quý vị. Lúc này thì người môi giới bất động sản của quý vị trở thành một nguồn tài nguyên có giá trị. Quý vị đã cân nhắc việc thảo luận nhu cầu cụ thể của mình với người môi giới bất động sản của quý vị chưa? Họ có mối quan hệ với những chuyên gia tài chính. Loan officer có thể giúp điều chỉnh các giải pháp tài chính để phù hợp với những người đi vay như quý vị. Ngôi nhà mơ ước của quý vị có thể nằm trong tầm tay với đối tác cho vay phù hợp. Hãy cùng nhau tìm kiếm ngôi nhà hoàn hảo và nguồn tài chính lý tưởng để biến nó thành của quý vị. Hãy liên hệ với một người môi giới bất động sản của quý vị ngay hôm nay để khám phá sự lựa chọn của quý vị. Và tốt hơn hết, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với Long Hoàng Phượng để được hướng dẫn tường tận mọi việc liên quan đến bất động sản ngay bây giờ và ngay hôm nay. Cảm ơn quý vị đã tham gia cùng Long Hoàng Phượng ngày hôm nay. Kính chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe, vạn sự an lành. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.